À, sợi dây 400, 500 đi. Bắt đầu mình vào khu chợ đêm Sơn Trà đây. Đây, đập vào mắt mình đây, một chợ hàng bán đông trùng hạ thảo. Đây, đà mãng cầu rồi đây. Đây nha mọi người. Đây, mình cái này đồ thiết yếu rồi, mình lướt qua nhanh luôn nha mọi người. Đây, đây nha. Tiếp tục nha. Đây một quán ăn nha mọi người. Mọi người có tín đồ quán uống thì cứ ghé vào đây nha. Thấy quán ăn rất chi là nhiều luôn. Mình giờ mình sẽ vào khu ẩm thực để quay cho mọi người xem luôn. Đà, đà xoài, mình xoài là mình cảm nhận là chảy nước miếng rồi nè. Tiếp tục là xoài đây nha mọi người. Combo ở đây khá gì là rẻ đó. Đây, một 1,2 triệu là có 4 con tôm hùm, một con mực và 4 con hào gì đó và những con tôm càng xanh đây. Đây, combo 900k đây. Đây là combo 700. Rất là mình cảm nhận đây là khá gì là rẻ nha. Combo 600 đây rồi. Combo 500. Tiếp tục với gian hàng chiên nướng đây. Đây cô chủ đây nha mọi người. Mình nướng rất chi là ngon luôn đây. Ăn được không em? Đây. Đây nha mọi người. Nhanh chi nha. Tiếp tục mình lại gặp một vòng tìm lại nè chứ. Gian hàng bán tôm này. Ở đây thì cũng không khác bên kia là bao. Đây, cũng combo 1,2 triệu. Bên này mình cảm nhận là tôm to hơn nha mọi người. Tôm cực kỳ to luôn. Đây này là 1,5 triệu nè. Cái này là 600 nè. Cái này là 1 triệu. Cái này là 800. Bên kia là 1,4 triệu nha. Lại tiếp tục là gặp một gian hàng hải sản đó nha. Ai mà tín đồ của hải sản là vào đây nha. Sản rất chi là rẻ luôn, còn 500, 400, 600 một triệu nữa, nhưng mà tôm hùm rất chi là nhiều luôn. Tiếp tục là hải sản, mình quay không biết bao nhiêu. 600 ngàn vừa nướng mà lẩu cho mình, anh tặng cho mình với Hồng. Tao ăn một miếng rồi. Hải sản, tiếp tục là hải sản này nha. Còn bên này là tiệm mì đây. Mì đây. Giá đây, bảng giá đây nha mọi người. Mọi người ghé vào đây nha. Đó rất chi là hấp dẫn luôn, rất chi là nhiều đồ. Ăn năm lụa ra. Khách du lịch cũng khá chi là đông đúc luôn. Đây là đồ ăn nấu sẵn luôn đây nha mọi người. Đồ hấp luôn. Đây nha. Đây, bắn nước đây. Mình đi lượt qua hải sản này nhanh một chút nha, vì cũng khó khá nhiều, sà bam khá nhiều. 502 con vừa nướng vừa lẩu cho mọi người. Ở cuối cuối kia là có mình thấy có một gian hàng bánh cá nha mọi người. Đây. Đây nha.
hết rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ ghé qua hoài lưu niệm nha mọi người. Đây nha. Có kính luôn. Đây nha mọi người. Rất nhiều. Mọi người có đang đi du lịch Đà Nẵng hay đang ở Đà Nẵng thì ghé vào đây, ghé vào dưới chân cầu Rồng nha. Mở cửa thường mở cửa vào lúc 5:30 tới 23:30 nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ tour nhanh qua đoạn này luôn nha mọi người. Nãy giờ mình đi mà vẫn chưa hết khu ở đây nha mọi người. Chứng tỏ khu này rất chi là rộng luôn nha. Rộng thật sự luôn, mình đi mà mỏi cái giò luôn rồi đây. Vẫn chưa tới, chưa hết. Tiếp tục mình sẽ đi quay một vòng. Đào cái mũi đây. Rồi, còn đồ khô nha mọi người. Nãy mình chơi trò chơi thua hết rồi, thì không dám chơi nữa. Đây nha. Đây nha mọi người. Đây, hàng lưu niệm, khá chi là nhiều. Hôm nay mọi người có muốn mua về cho gia đình hạt hoặc bạn bè thì cứ ghé vào đây nha. Rất chi là đồ lưu niệm luôn. Còn mắt kính đi biển đi bơi đây cũng khá chi là nhiều. Nãy giờ mình gặp cũng rất chi là nhiều ở đây rồi. Đây. Tiếp tục mình người nào yêu Phật Pháp với ái quan công là mọi người cứ ghé vào đây nha. Cuối đường nha mọi người. Đây. Gần cuối của khu chợ này nha. Xa xa kia là mình thấy có một khu bá đàn lòng nha. Mọi người có muốn mua về làm quà cho người thân hoặc bạn bè mọi người là cứ tiếp tục vào đây. Đây, đây nha mọi người. Đồ khá chi đẹp, giày dép đồ đây nữa nè. Giờ mình sẽ lại quay những đàn lòng cho mọi người xem nha. Đây nha. Tiếp tục mình lại gặp hàng lưu niệm nữa rồi. Đây đàn lòng nha mọi người. Rất chi là đẹp. Mọi người mua những này về tặng cho con mọi người hoặc gia đình mọi người cũng khá chi là ý nghĩa nha. Về treo nhà cũng khá chi là ý nghĩa. Đây tiếp tục với đồ lưu niệm nè. Đây nha. Siêu và siêu nhiều luôn. Ghé vào đây mình đi mỏi chân rồi mà vẫn chưa hết chợ đây. Đây nha. Đây, vậy đây, mình sẽ lượt qua một vòng rồi tiếp tục mọi người cùng xem nha. Mọi người ai có đam mê về Zippo thì ghé vào đây luôn nha. Rất chi là nhiều Zippo. Đây. Đồ vòng của các em. Vòng tay trăm hương nữa. Đây. Mình xin được cắt tiến đoạn này nha mọi người. Do đoạn này có cô chú mở nhạc vi phạm bản quyền nha mọi người. Đến 23:30 nha mọi người. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần luôn nha. Dưới chân cầu còn cầu Rồng nha mọi người. Thật sự là hôm nay mình khá vất vả khi đi ở đây rồi. Rất khi là mỏi chân luôn.
Mình chủ yếu mình thấy ở đây là người Hàn Quốc rất là nhiều. Mình cũng không hiểu như thế nào mà ở đây chủ yếu là người Hàn Quốc nha. Mình thấy ở chợ ở Việt Nam mà người Hàn Quốc còn đông hơn những người ở Việt Nam luôn. Tiếp tục là gian hàng quần áo này. Đây nha. Mình sẽ đi nhanh qua khu vực này luôn nha mọi người. Trời là trời xô vậy trời. Đến đây gửi gì được mất cậy đó. Visitors, pay attention. Be careful with your assets. Tiếp tục là gian hàng bán quà lưu niệm nha mọi người. Cái nắng này mà mua mẫu này về đậu thì thấy mua chấm nha mọi người. Rất là rất nhiều. Mình xin phép đi nhanh qua khúc này nha. Tiếp tục gian hàng bán đồ tắm đây. Nhìn cách ngon mắt nha mọi người. Siêu ngon mắt luôn. Thì ngon mắt luôn. Ai mà tính đồ của đồ ăn tắm là mọi người ghé vào đây nha. Nhậu lai vai cũng được, rất chi là ngon. Mua này về thôi. Còn mọi người mua những đồ này về đây. Mà úp lưng điện thoại đang hư hoặc bị bể thì ghé vào đây nha. Đây, đây có dán thường lực luôn. Đây nói chung là đầy đủ luôn á. Ai ví ai bị rách thì ghé vào đây luôn. Cũng có ví luôn nha mọi người. Này, nịt da luôn nè. Nịt da sao em? Nịt da đây nha mọi người. Đây nha, rất chi là đẹp luôn. Vòng lại cái cổng rồi đây. Mình gặp thấy là khá chỉ là mỏi chân luôn nha mọi người. Rắc núi. Vào chợ này nói chung là phải uống thuốc canxi vào nha. Đi mỏi chân cực kỳ. Mệt mỏi. Mình ở khu vực lân cận Đà Nẵng đây cũng không xa lạ với Đà Nẵng là bao. Nhưng đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm chợ đêm Sơn Trà. Cảm nhận của mình ở đây là khá chi là rộng lớn nha mọi người. Khách du lịch cũng khá chi là nhiều, đặc biệt là người Hàn Quốc nha. Cảm nhận của mình hôm nay là khá chi là mỏi chân. Mọi người có đi đến đây thì nhớ uống canxi nữa nha. Còn mặt hàng tiêu dùng ở đây khá chi là nhiều nha. Nào là bánh trái, bánh kẹo, đồ đủ thứ. Mọi người muốn vui chơi cũng ở đây cũng có nha. Rất chi là nhiều, không thiếu thứ gì cả. Mọi người có đến Đà Nẵng du lịch thì nhớ ghé chợ đêm Sơn Trà nha. Nhớ like kênh ủng hộ mình, subscribe kênh và đăng ký kênh để cho mình like video nhớ nhắc cho mọi người xem nha. Bye bye. Đây là cầu Rồng nha mọi người. Cầu này được xây dựng vào 2009 và bắt đầu đi vào hoạt động vào 2013 nha mọi người. Cầu này có chiều dài là 666 m. Cầu này là cây cầu thứ hình như là thứ 6 bắc qua sông Hàn. Mà hình dáng nó chắc là giống con rồng nên người ta gọi là cầu rồng nha. Chứ mình cũng không hiểu về ái bao nhiêu nha mọi người. Mời mọi người chiêm ngưỡng cây cầu siêu đẹp này cùng mình nha.